cãi nhau với vợ thôi. Thì vợ chồng cũng vậy, nếu bà vợ nhà mình nó nóng tính quá thì mình nhẫn lại một lúc, xong vợ nó lành lành rồi mình vào mình để tưới tí nước cho nó mát hẳn đi, xong rồi mình chia sẻ thì có phải ngon không? Hai là gì ạ? Cãi nhau tay đôi với vợ, mà dù sao thằng đàn ông cãi nhau tay đôi với vợ thì người ta vẫn bảo là thằng ấy cãi nhau với vợ, chứ không ai nói là thằng ấy dạy vợ cả. Mà đã gọi là cãi nhau thì không có thằng nào mà thằng tử tế ở trong cái đống cãi nhau ấy cả. Đấy. Thế thì rõ ràng nhẫn nhịn là rất tốt. Nhưng thưa anh chị, bắt đầu có hai cái khái niệm. Một cái khái niệm là nhẫn nhục, hai là khái niệm nhẫn nhịn. Bây giờ tôi đặt cái tình huống này với cả nhà. Hôm vừa rồi thì cái trường Business One của tôi, trường doanh nhân ấy, có tuyển vào thì tôi có phỏng vấn cái câu này rất nhiều. Và thực sự là hạnh phúc là vì các học sinh thi vào trường là các em khá là ngộ và trả lời câu hỏi rất là tuyệt vời. Tôi có đưa ra cho bạn ấy cái tình huống như thế này. Giả sử đi làm mà bị sếp mắng, và ông ấy mắng oan luôn, ông mắng oan uổng luôn, và ông ấy cáu lên, thì bây giờ bạn có 3 cách ứng xử. Một là bạn đứng dậy và cãi tay đôi với sếp vì mình ức quá, oan. Hai là đợi sếp lắng xuống rồi ta vào ta chia sẻ với sếp về cái chuyện mình bị oan. Và ba là cay mũi, giận, mặt lặng mày nhẹ với sếp và quyết định là không thèm nói chuyện với ông này nữa. Thì hỏi bạn sẽ lựa chọn cách nào? Và thưa với các anh chị rằng mặc dù các cháu nó học lớp 12 nhưng đến 100% các cháu nó đều chọn phương án 2 là tĩnh lại rồi chia sẻ. Thế tôi hỏi phụ huynh bên cạnh, tôi hỏi là có đúng là cháu nó ứng xử như vậy không? Thì ông con với vội vàng chữa, ông khai ra, ông bảo là cách đây 2 năm thì không vậy, nhưng mà gần đây là bắt đầu là chọn cái cách là tĩnh lại sau một lúc sau với chia sẻ. Tức là tôi đang đưa cái tình huống ông sếp là ông bố đấy với chia sẻ lại. Thì như vậy là có nghĩa là về mặt lý trí thì đa phần con người đã biết lựa chọn, có nghĩa là họ đã có tuệ để họ nhìn ra vấn đề. Nhưng bằng bản năng, tức là bản ngã của con người, thì cái phản ứng là hay cãi lại. Cho nên là nếu về mà nói về mặt lý trí thì chúng ta mới thấy là chờ tĩnh lại rồi chúng ta chia sẻ với sếp, có nghĩa là chúng ta biết gì ạ? Biết nhẫn. Thế thì như vậy chúng ta ứng dụng được trong đời sống. Thứ hai nữa là cãi nhau với vợ thôi. Thì vợ chồng cũng vậy, nếu bà vợ nhà mình nó nóng tính quá thì mình nhẫn lại một lúc, xong vợ nó lành lành rồi mình vào mình để tưới tí nước cho nó mát hẳn đi, xong rồi mình chia sẻ thì có phải ngon không? Hai là gì ạ? Cãi nhau tay đôi với vợ, mà dù sao thằng đàn ông cãi nhau tay đôi với vợ thì người ta vẫn bảo là thằng ấy cãi nhau với vợ, chứ không ai nói là thằng ấy dạy vợ cả. Mà đã gọi là cãi nhau thì không có thằng nào mà thằng tử tế ở trong cái đống cãi nhau ấy cả. Đấy. Thế thì rõ ràng nhẫn nhịn là rất tốt. Nhưng thưa anh chị, bắt đầu có hai cái khái niệm. Một cái khái niệm là nhẫn nhục, hai là khái niệm nhẫn nhịn. Tức là nhẫn nhịn là mình nhẫn, nhưng mình hiểu nhẫn đó là có lợi cho mình, cho nên mình tiêu hóa được cái nỗi tức tưởi đấy thì người ta gọi là nhẫn nhịn. Còn loại thứ hai là nhẫn nhưng mà vì thấy thầy Tuấn thầy bảo là cãi nhau thì nên nhẫn. Nếu ai nóng tính với mình thì tốt nhất là mình nhẫn lại, mình đừng có cãi nhau với người ta vì cãi nhau là ngu. Thế thì bắt đầu nghe lời thầy Tuấn thì nhẫn. Nhưng mà nhẫn xong nó vẫn ức con người. Vẫn ức. Quá mà bố mày mà không nghe ông Tuấn ông nói thì hôm nay ông phang cho mày vỡ mộng. Tức là xong về gặp vợ vẫn cứ phàn nàn, mẹ tiên sư hôm nay anh gặp cái thằng khốn nạn này, anh phải cố nhẫn nhịn nó, hôm nay nhịn nhưng mà anh vẫn ức, về đây vẫn phải tâm sự với vợ, xong vẫn phải ra làm vại bia cho nó đỡ ức. Thì như vậy bản chất nhẫn cái đấy là nhẫn không tiêu hóa nổi, thì người ta gọi là nhẫn nhịn. Tức là bố bị đau bụng mẹ mất rồi, tức là nuốt ở trong người và không tiêu hóa được, thì cái đấy gọi là nhẫn nhục. Thế còn người ta nhẫn mà người ta biết là tại sao phải nhẫn, và nhẫn như vậy thì có lợi gì cho ta, lợi gì cho người, và người ta tự tiêu hóa đi được, thì cái đấy gọi là gì ạ? Cái đấy gọi là nhẫn nhịn. Và kính thưa anh là như vậy. Và nó sự khác biệt lớn nhất của người có tuệ và người không có tuệ là nằm ở chỗ này.
Người có tuệ họ nhẫn, và họ biết là nhẫn như thế là được gì, mất gì. Cho nên cái nhẫn đấy là gọi là nhẫn nhịn. Còn cái người mà không có tuệ thì nhẫn, nhưng mà nhẫn lâu quá thì tức nước vỡ bờ, xong đến lúc mà hai vợ chồng chồng nhịn vợ rồi, nhịn đến 3-4 lần mà không tiêu hóa nổi, thì đến lần thứ 5 thì ông mà nóng tính lên thì đi hàm răng luôn. Đấy, thì như vậy chúng ta hay gọi là người là người nóng tính, hiền nhưng mà rất nóng tính, hiền nhưng mà nóng tính, là vì bố nhịn 4-5 lần bố bị nó dồn toa, bố ức quá không chịu được, cho nên đến lúc nóng là không cẩn thận còn giết người. Đấy, thì cái đấy người ta gọi là gì ạ? Ức chế tâm. Ức chế tâm. Thì thưa các anh chị, như vậy bản chất tôi mới nói rằng là tuệ lực chính là ngọn đèn, nó giúp cho tâm ta biết nhẫn nhịn và tiêu hóa được cái nhẫn nhịn đấy để không trở thành nhẫn nhục. Và nguyên tắc nhẫn nhục thì dễ bị phản ứng nóng nảy. Đấy, thì thưa các anh chị, nó nằm ở chỗ chính là trí tuệ của một con người. Và các anh chị với hình dung là tất cả những người có tố chất của lãnh đạo, họ đều là những người gì ạ? Nhẫn nhịn rất là tốt. Tôi lấy ví dụ, nếu phải quát nhân viên mà không mất cái gì, họ vẫn quát. Nhưng trong tình trạng nhân viên gần bỏ việc rồi mà quát là nó bỏ việc, thì thằng thủ trưởng nó khôn vãi trưởng ra. Nó gì ạ? Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Lúc ấy không thấy nó nóng tính gì cả. Đấy, cho nên là lúc nào nó cần nóng là nóng kỹ năng thôi. Còn lúc nào nó cần lạnh là nó lạnh. Vậy thì nó hành động bằng gì ạ? Lý trí, chứ không phải hành động bằng cảm xúc. Nói như vậy là tuệ của nó gì? Rất là tốt. Và ngày nào mình còn hoạt động bằng bản năng, tức là không dùng lý trí để cân được mọi thứ, thì có nghĩa là tuệ của mình còn yếu. Còn những người mà họ làm chính trị gia, họ làm kinh doanh tốt, họ thành công trong cuộc sống, thì đa phần họ đều là những người kiểm soát cảm xúc cực kỳ tốt, tức là họ nhẫn nhịn rất tốt. Lúc nào cần ra đòn ra đòn, lúc nào mềm thì mềm như bún. Đấy, để các anh chị thấy. Vừa chửi nhân viên ầm 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 xong, gặp mấy bác thuế xong phát là hai tay nó cứ dẻo như bún ấy, nó xoắn vào với nhau. Thì như vậy là gì ạ? Các bác có thấy không? Là họ cần nóng chỗ nào, cần lạnh chỗ nào. Vậy thì họ ứng xử bằng gì ạ? Bằng lý trí. Tất nhiên lý trí nó cũng là con dao hai lưỡi. Nếu ứng xử bằng lý trí vào mục tiêu mà gì ạ? Tránh kiến thì tốt. Nhưng ứng xử bằng lý trí vào mục tiêu vụ lợi thì đương nhiên là không tốt. Nhưng rõ ràng việc đầu tiên, tố chất cực kỳ quan trọng của người thành công là phải nhẫn. Và chưa ai mà không công nhận chữ nhẫn là quan trọng trong cuộc đời này. Nhẫn sẽ tạo ra thành công.